Hồi lâu rồi Vi có mua một cái đồ để mà luộc trứng cho nó lẻ, nó bỏ chỉ cần bỏ vô microwave thôi. Bây giờ thì Vi sẽ lấy cái đó Vi luộc trứng Vi ăn. Share đây cái này. Mua mà chưa xài bao nhiêu à? Năm đến bảy phút nếu như mà mình muốn cái trứng nó mềm, 8 đến 10 phút thì muốn cái trứng nó sẽ chín hẳn luôn. Kêu để 2 phút xong rồi mới mở nắp. Hơn 2 phút rồi. Có gì cũng tiện, sáng cứ bỏ vô xong rồi đi rửa mặt này kia, sửa soạn xong ra có trứng. Vừa luôn, 8 phút. Tabasco sauce. Mì cũng ngon, chua chua.
vừa chín tới. She's curled up on the sofa on the landline, talking to her sister about whatever, and she can't help but make me smile. Oh yeah. Bây giờ thì Bi sẽ thay nước cho cái hồ cá nhỏ của Bi. Có một mình nó mà nó ị quá trời ị. Chỉ thì ghê. Cái cục này là cục Whisper cho nó chơi. Cái này là conditioner cho cái nước mà nó nước mới á, loại bỏ mấy cái chlorine. Bởi vì nói là cái chai này nè, cái này bị order ở trên Amazon, nó gọi là castor oil, nó dành cho tóc, cho lông mi với lại cho chân mày, nhưng mà Bi chỉ sử dụng cho tóc với lại cho lông mi thôi, cho nó dài với lại mau mọc á. Với lại cái này nó giúp cho cái tóc của mình nó chắc khỏe hơn. Hôm bữa giờ thì Bi đang thoa lên tóc á, tại vì tóc Bi bị rụng á, kiểu tại vì Bi thiếu chất sắt á. Giờ gần đây tóc của Bi á, nó rụng thảm thương. Khi mà Bi coi review á, thì người ta nói là dùng cái này á thì cho tóc nó màu mọc hơn. Ngay cái chỗ này của Bi nè, kiểu nó ít tóc á, nhưng mà giờ Bi thấy nó ra giống như mấy tóc con á, nó ra cỡ như đây nè. Đó, nó ra quá trời đây, hai bên luôn. Hồi bữa tưởng như là bị hói đầu, nhưng bây giờ nó ra tóc mới. Hú hồn, hú dí. Chỉ là như này nè, tiếp xíu thôi, xong rồi bị lấy mấy cái ngón á, bị chậm vô, xong bị thoa lên mấy cái chỗ nào mà cần có mọc tóc. Cái mùi nó cũng bình thường, không nghe mùi, dầu dừa còn nghe nha, nhưng mà cái này thì nó bình thường. Da đầu bạn nào mà bị khô á thì các bạn cũng có thể xài cái này. Và tiếp tế lương thực, bánh lè. Ủa, hai cái giống nhau hả? Một thử cái em ăn thử. Cái này là milk pudding không à? Hay egg pudding? Cái này là egg rồi. Này là tiếng Việt ở đây. Bánh trứng. Bánh trứng. Này, trong pudding nữa. Búp bà. Cú đói hả? Thank you. I took my life back. I stood up, and a year after being sold.
block. I was sitting in the Oval, but the President of the United States and I was running the country. I was selfish because I'd lay it out for you, but trust me. Thank you, Abby. That's it? Thank you, Abby. What are you going to do? I don't know. Your Republican White House chief of staff is working for the Democratic governor of Pennsylvania. No, not working for. Kingmaking. He's kingmaking Vargas, creating a president for the other side. From right here. Hôm nay Vi có nhận được cái này của Laura Mercier. Hi. Mở ra xem nha. Quỳnh Lê. Một bịch bột. Sao lại là một bịch bột nhỉ? Chẳng lẽ tự mix? Hay như đây. Laura Mercier Translucent Powder, Setting Powder, Honey. Phải một cái bunch. Laura Mercier của hũ mật ong mà ta. Đúng rồi, nó cho mình làm bánh. Tiền gửi chung vậy, tưởng nó kêu mình làm translucent powder. Tự nhiên gửi bịch bột, phải gửi luôn ba cái trứng. Bữa giờ bị tính mua cái cây này nè. Biết ý mình ghê. Lúc mình cần cái gì là nó cho mình cái đó. Cái bao này cũng đẹp. Thank you.